Cảnh báo, buổi sáng cứ ăn bí đao cùng thứ này, làm sạch gan, thận, mỡ máu, ung thư khiếp sợ tránh xa. Xin kính chào quý cô bác đang theo dõi kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Thưa quý cô bác, có lẽ cô bác ở đây đều biết quả bí đao, hay còn gọi là quả bí xanh rồi đúng không ạ? Không biết ăn loại quả này, cô bác có thấy bản thân bị đau bệnh gì không? Tôi hỏi thế là vì thời gian gần đây, tôi nghe được một vài người nói ăn bí đao không tốt cho sức khỏe. Nào là sẽ giảm huyết áp, khiến tay chân bị lạnh, có nguy cơ phong hàn. Nào là có thể gây ngộ độc nếu quả bí đó ăn có vị đắng. Nhiều cô bác vì nghe như thế nên từ chỗ yêu thích ăn bí đao đã trở nên ghét bỏ, tự hứa có cho vàng cũng chẳng thèm ăn nữa. Quả thật là oan ức cho bí đao của bác ạ. Đúng là nó có những tác hại của nó, nhưng chỉ là cô bác bị huyết áp thấp hay cơ thể vốn bị lạnh, phong hàn thì không nên ăn thôi. Chứ không phải ăn bí đao mà nó khiến cô bác bị như vậy đâu ạ. Nó là loại quả rất giàu dinh dưỡng, khoáng chất nên rất tốt cho sức khỏe. Không những thế, cô bác cứ nấu bí đao với những thứ này thì sẽ giúp sạch gan, thận, mỡ máu, đến ung thư cũng phải khiếp sợ tránh xa đó cô bác ạ. Để biết được bí đao nấu với cái gì mà tốt như thế, cách nấu ra sao, cần lưu ý gì khi sử dụng thì xin mời cô bác cùng theo dõi chương trình hôm nay để có câu trả lời nhé. Vâng, thưa quý cô bác, tôi xin được chia sẻ luôn thứ nấu cùng bí đao là quả la hán, táo đỏ, lá dứa và đường phèn để tạo thành nước uống bí đao thơm ngon và bổ dưỡng cô bác nhé. Ông nội tôi là minh chứng sống cho lợi ích của loại nước này đấy cô bác ạ. Ông trước đây có rất nhiều bệnh trong người, nào là cao huyết áp, mỡ máu nên hay phải dùng thuốc Tây để ổn định tình trạng bệnh của mình. Nhà tôi khi ấy trồng rất nhiều bí đao nên bà nội tôi đã nấu nước bí đao kết hợp với quả la hán để cho ông uống. Sau 2 tháng thì bệnh tình của ông thuyên giảm hẳn cô bác ạ. Thế là từ đó, ông tôi thường xuyên uống loại nước này. Đến nay ông đã hơn 90 tuổi mà vẫn rất khỏe mạnh, thuốc Tây ông cũng rất ít khi phải dùng đến. Theo các nghiên cứu thì trong thành phần của bí đao phần lớn là nước, không chứa lipid với hàm lượng natri rất thấp. Cứ 100g bí đao có 0,4g protein, 2,4g glucid, 19mg canxi, 12mg phốt pho, 0,3mg sắt và nhiều loại vitamin như caroten, B1, B2, B3, C. Theo y học cổ truyền, bí đao vị ngọt nhạt, tính mát, có công dụng thanh nhiệt, giải nhiệt và làm tan đờm, làm mát ruột và hết khát, lợi tiểu, làm hết phù, giải độc và giảm béo. Trong bí đao chứa nhiều nước, nhiệt lượng thấp, không có chất béo. Bên cạnh đó, bí đao chứa hàm lượng dầu thực vật cao, rất có lợi cho da và tóc. Hạt bí, vỏ bí, lá bí, dây bí, hoa bí đều có thể làm thuốc và là thức ăn hàng ngày rất tốt. Ngoài ra, bí đao còn có tác dụng trong phòng chữa một số bệnh như táo bón, giảm viêm tấy, chống ho, hen suyễn của bác nhé. Không những vậy, các nghiên cứu cho thấy hàm lượng natri trong bí đao rất thấp nên có tác dụng trị liệu cho những người mắc các chứng bệnh như xơ cứng động mạch, tiểu đường, bệnh động mạch vành tim, viêm thận, phù thủng, bệnh huyết áp cao và béo phì. Về quả la hán thì do trong quả la hán có chứa nhiều mucrosid, thành phần tạo nên vị ngọt đặc trưng của quả. Chất này cũng đã được khoa học chứng minh là có tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ. Nó giúp làm chậm quá trình lão hóa, bảo vệ các tế bào trong cơ thể khỏi sự tấn công của các gốc tự do và ngăn ngừa ung thư phát triển. Cụ thể, chất chống oxy hóa trong quả la hán có khả năng ức chế sự sinh sôi của các khối u, ngăn chặn tế bào ung thư di căn. Mặc dù người bệnh ung thư cần kiêng đường, nhưng chất ngọt trong quả la hán là đường tự nhiên nên không gây ảnh hưởng xấu đến bệnh ung thư như các loại đường nhân tạo. Vị ngọt tự nhiên trong quả la hán có thể thay thế đường khi chế biến một số món ăn, thức uống. Loại dược liệu này cũng chứa hàm lượng calo tương đối thấp nên đặc biệt có lợi cho người mắc bệnh béo phì và tiểu đường. Cô bác mà dùng thường xuyên cũng giảm nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm này. Ngoài ra, quả la hán thường được dân gian dùng nấu nước uống để giải nhiệt cơ thể mỗi khi cần thanh nhiệt hay bị táo bón. Loại thảo mộc này cũng thể hiện đặc tính chống viêm. Nó giúp chống lại chứng viêm trong cơ thể, giảm sưng và đau ở vùng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, thì cô bác chỉ nên sử dụng 1-2 quả la hán mỗi ngày do loại quả này có tính hàn và chứa nhiều chất dinh dưỡng. Nếu sử dụng quá nhiều có thể dẫn đến tình trạng tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa. Ngoài ra thì bà bầu không nên dùng quả la hán
với các loại thảo dược, thực phẩm chức năng khác hoặc các loại thuốc trị bệnh. Về táo đỏ thì cô bác cũng không quá xa lạ với quả này rồi, đúng không ạ? Trong y học, táo đỏ được dùng thay thế để cải thiện giấc ngủ cho những người mất ngủ kinh niên và giúp cải thiện chức năng não. Chất saponin có trong táo đỏ giúp giảm căng thẳng lo âu vô cùng hiệu quả. Ngoài ra còn giúp cải thiện trí nhớ, làm cho các tế bào não không bị tổn thương bởi các hợp chất phá hủy thần kinh khác. Bên cạnh đó thì táo đỏ chứa kali và rất ít natri, làm cho mạch máu thư giãn và duy trì huyết áp ở mức ổn định. Sử dụng 2-3 quả mỗi ngày giữ cho trái tim của bác vô cùng khỏe mạnh đó ạ. Không những thế, phenolic chứa trong chiết xuất của táo đỏ làm tăng hoạt động chống oxy hóa. Các enzyme chống oxy hóa hoạt động nhanh hơn các tế bào gốc tự do, từ đó nên mới ngăn được sự phát triển của mầm bệnh ung thư. Một số nghiên cứu cho thấy chất oxy hóa của táo đỏ chống viêm nên hạn chế được ung thư vú, ung thư ruột kết và kể cả tình trạng lão hóa da đó của bác ạ. Loại quả nhỏ này cũng chứa đầy canxi và phốt pho, giúp củng cố xương, các vấn đề liên quan đến xương, làm cho xương chắc khỏe, cải thiện sức khỏe tổng thể xương. Nếu cô bác dùng thường xuyên thì sẽ không phải lo lắng khi xương không đủ khỏe hoặc có nguy cơ loãng xương khi về già đâu nhé. Flavonoid được tìm thấy trong táo đỏ còn được chứng minh là chất chống viêm, kháng khuẩn rất mạnh. Chiết xuất của loại quả nhỏ bé này mang lại giá trị vô cùng to lớn trong việc điều trị nhiễm trùng. Bên cạnh đó còn có axit betulinic chứa trong táo đỏ giúp chống lại các virus cúm nữa đó ạ. Những nguyên liệu khác như thuộc địa, mía lau hay đường phèn dù chỉ là nguyên liệu phụ trợ trong nước bí đao thôi, nhưng cũng là những thứ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe của bác đó nhé. Khi tất cả các nguyên liệu trên được nấu kết hợp với nhau thì cô bác sẽ có được một loại thức uống thanh mát, có màu nâu đỏ đẹp mắt, dễ uống và thanh nhiệt cực kỳ tốt. Đó là trà bí đao la hán quả, có tác dụng khá tốt trong việc thải độc của các loại tôm, cá, bia, rượu. Có tác dụng làm đẹp da của chị em phụ nữ, phần nào hỗ trợ giúp đẹp da và hỗ trợ nước cho cơ thể của bác. Hỗ trợ phòng và chữa một số bệnh, ho, táo bón, giảm viêm, tấy. Trà bí đao la hán quả cũng giúp giảm bớt lượng mỡ thừa trong cơ thể, từ đó góp phần giảm cân hiệu quả. Không những vậy, theo nghiên cứu của Mandana Bhima và Cộng sự năm 2012, trà bí đao la hán quả còn có nhiều tác dụng, cung cấp vitamin và chất chống oxy hóa, giảm thiểu những căng thẳng mệt mỏi, giảm lượng cholesterol trong cơ thể, thậm chí còn có thể loại bỏ một số chất gây ung thư của bác nhé. Trà bí đao la hán quả tốt cho sức khỏe, đó là vấn đề không cần phải bàn cãi nữa. Tuy nhiên, cách nấu như thế nào để đạt được chất lượng tối ưu mới là vấn đề cần bàn ở đây. Điều gì sẽ xảy ra nếu như mình nói là nấu trà bí đao la hán quả chuẩn vị không hề khó như cả nhà nghĩ? Ắt hẳn sẽ có một số cô bác chưa tin, thì ngay bây giờ tôi sẽ chia sẻ ngay cách làm để cô bác thấy nó đơn giản như thế nào nhé. Cô bác cần chuẩn bị 1,5 quả bí đao hoặc 150g bí đao khô nếu có, 2 quả la hán quả, 1,5g thuộc địa, 2 khúc mía lau khoảng 150g, 70g lá dứa tươi, 7 quả táo đỏ, 100g đường phèn. Các nguyên liệu này cô bác cần đem rửa sạch và để cho ráo nước. Với bí đao thì cô bác cắt thành từng khoanh dày khoảng 1cm, sau đó bỏ hết phần ruột đi. Sau đó cô bác cắt những nguyên liệu gồm mía lau, la hán quả đã bóp nát, thuộc địa, lá dứa, bí đao đã cắt vào cùng một nồi và 4 lít nước lọc, rồi nấu các nguyên liệu với lửa lớn. Đến khi sôi thì cả nhà nhỏ lửa liu riu trong thời gian khoảng 45-50 phút để các chất dinh dưỡng của các dược liệu ra hết. Khi nấu với lửa liu riu được 45-50 phút thì cô bác cho 100g đường phèn vào và tiếp tục nấu với lửa nhỏ trong 15 phút nữa là được nhé. Sau khi nấu hỗn hợp như thời gian trên thì kết quả là nước trà bí đao la hán quả có màu đỏ thẫm đặc trưng của món này, đẹp mắt y như ngoài quán. Cô bác đợi cho nước hơi nguội thì tiến hành dùng dây lọc lấy nước và đựng vào bình bảo quản để dùng dần cô bác nhé. Ngoài ra, cả nhà cũng có thể cho vào nước trà bí đao la hán quả hạt chia hoặc mủ chôm để nâng cao hiệu quả làm đẹp da. Và để đạt được hiệu quả tối ưu nhất của món trà bí đao la hán quả thì tôi cũng xin lưu ý với cô bác một vấn đề trong quá trình nấu như sau. Đối với bí đao, cô bác nên bỏ ruột đi để nước trà bí đao la hán quả thơm ngon hơn và đặc biệt không có vị chua. Chỉ nên rửa sạch bí đao, không nên cọt vỏ vì chất dinh dưỡng của bí đao tập trung rất nhiều ở vỏ. Khi cắt bí đao nên cắt vừa phải,
khoảng 1cm là tương đối chuẩn nhất, vì nếu cắt mỏng quá thì sẽ dễ bị rục quá mức, nếu dày quá thì sẽ không ra hết chất dinh dưỡng của bí đao. Khi rót nước trà bí đao La Hán quả vào bình để bảo quản thì tốt nhất cô bác nên lau thật khô bình, đảm bảo không còn nước sót lại bên trong đó để có thể bảo quản được lâu hơn. La Hán quả nên bóp cho nát ra, có như vậy thì hương vị mới có thể ngấm sâu vào trà được. Cô bác nên chọn đường phèn để nấu thay vì đường cát, vì đường phèn có vị ngọt thanh hơn và không bị gắt cổ. Nếu cô bác không thích trà bí đao La Hán quả nặng mùi thuốc bắc thì có thể giảm bớt lượng thuộc địa đi cô bác nhé. Thời gian sử dụng trà bí đao La Hán quả tốt nhất trong vòng 3 ngày kể từ khi nấu, tránh trường hợp bảo quản quá lâu sẽ không tốt cho sức khỏe đâu ạ. Những người có tiền sử hạ huyết áp thì không nên uống trà bí đao La Hán quả. Ngoài ra, với người có thể chất hàn, chỉ nên dùng với lượng vừa phải, khoảng 150ml, và sau đó từ từ tăng lên để cơ thể thích nghi dần dần. Mỗi ngày, cô bác chỉ uống từ 500 đến 600ml và cũng không nên sử dụng trong thời gian dài đâu nhé cô bác. Tuy trà bí đao La Hán quả có tác dụng giảm cân, nhưng không phải hễ cứ uống là giảm được cân, mà cô bác cũng phải kết hợp với chế độ ăn uống và luyện tập thể dục thể thao hợp lý để có hiệu quả tốt nhất nhé. Vâng, trên đây tôi đã chia sẻ với cô bác về nước bí đao La Hán quả, loại nước mang lại rất nhiều hữu ích với sức khỏe của cô bác. Mùa hè nóng nực như thế này thì cô bác có thể áp dụng để làm ngay một bình nước bí đao La Hán quả để cho cả nhà cùng thưởng thức. Biết đâu ai cũng nghiền món nước bổ dưỡng này đó cô bác ạ. Tuy nhiên, nghiền thì nghiền, cô bác cũng chỉ nên uống ở mức độ nhất định. Như với nước bí đao thì chỉ nên uống từ 500 đến 600ml một ngày. Cô bác có thèm tới mấy cũng không nên uống quá nhiều, kẻo lại hại thận đó ạ. Giống như hai nhân vật trong câu chuyện dưới đây, dù không phải nghiền uống nước bí đao, nhưng nó đã khiến cho họ phải nhập viện chỉ vì cái sự nghiền uống của mình. Sáng ngày 25 tháng 4, bác sĩ chuyên khoa 1 Tô Minh Trí, khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vừa lọc máu cấp cứu kịp thời cho bệnh nhân Trần Đình Vinh, 45 tuổi, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân được đưa vào cấp cứu trong tình trạng khó thở, da sạm đen, huyết áp tăng 145 trên 95 mg thủy ngân. Gia đình cho biết anh bị suy thận mạn giai đoạn 5, lọc máu chạy thận định kỳ 3 lần mỗi tuần. Trước đó, anh Vinh ăn nửa trái xoài. Vừa ngủ dậy, anh mệt lả người, đau ngực, khó thở, không ngồi được nên gọi người nhà đưa đến bệnh viện. Kết quả xét nghiệm máu và nước tiểu để đánh giá chức năng lọc của thận ghi nhận định lượng creatinine cao 1066 micromol trên lít, gấp 10 lần bình thường. Kali tăng 7,56 millimol trên lít, ure máu tăng đến 21,4 millimol trên lít. Bác sĩ Chí nhận định anh Vinh suy thận cấp trên nên suy thận mạn giai đoạn 5. Ngay lập tức, người bệnh được dùng thuốc hạ kali máu và chuyển đến khoa hồi sức cấp cứu ICU để lọc máu. Sau 8 tiếng, người bệnh khỏe, ăn uống bình thường trở lại, được xuất viện và tiếp tục chạy thận định kỳ. Khai thác bệnh sử, người bệnh cho biết, cuối năm 2022, anh liên tục đau lưng dù làm việc nhẹ. Nhiều lần sau ăn cơm xong thì bị nôn, nghĩ do trào ngược dạ dày. Đi khám ở nhiều bệnh viện đều chuẩn đoán thận bình thường. Tháng 3 năm 2023, anh Vinh phù chân tay, mặt sưng, nghĩ là do tăng cân. Sau đó anh khó tiểu, bụng phình to, được gia đình đưa đến khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ xét nghiệm nước tiểu và máu ghi nhận định lượng creatinine cao gấp 12 lần bình thường, khẳng định suy thận mạn giai đoạn 5, được lọc máu 3 lần mỗi tuần. Anh Vinh cho biết rất hối hận vì 10 năm qua mỗi ngày đều uống 4 đến 5 lon nước ngọt. Nghĩ sức khỏe tốt nên cũng không đi khám sức khỏe định kỳ. Giờ phát thành bệnh, anh mới tự trách bản thân, giá như đừng mê nước ngọt thì giờ đâu phải khổ vợ con như thế này. Một trường hợp khác là cựu kỹ sư viễn thông có tên Mojarin Mohamed, 56 tuổi, đến từ Kuala Lumpur, suýt mất đi cánh tay sau khi mắc tiểu đường loại 2 do uống quá nhiều nước ngọt có ga. Người đàn ông này thật sự đã nghiện đồ uống có ga tới mức hàng ngày nếu không có ít nhất 2 chai nước ngọt trong giờ nghỉ, ông Mod sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu. Đó cũng chính là lý do mà nam kỹ sư này đã có ít nhất 3 lần bị ngất tại nơi làm việc do chế độ ăn uống chứa quá nhiều đường. Ông đã tìm đến bác sĩ để kiểm tra và được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường loại 2. Khi ấy cũng là lúc mà ông Mốt phát hiện một nhọt rất lớn trên lưng. Đang nói, nốt mụn này không lành và dần trở nên tồi tệ hơn theo thời gian. Chúng phát triển thành một vết loét lớn, kích thước bằng bàn tay và không ngừng lan rộng theo thời gian. Không chỉ có thế, Mojarin Mohamed
cũng bị đau lưng do da căng hơn một bên so với bên còn lại, buộc ông phải nghiêng một bên khi di chuyển. Vào thời điểm người đàn ông này tới bệnh viện, các vết loét thậm chí đã ăn tới xương. Quá lo lắng cho tình trạng của ông Mốt, các bác sĩ đã nhanh chóng đưa ông đi phẫu thuật khẩn cấp và cắt đi phần da bị nhiễm trùng. Họ buộc phải thực hiện rút mủ ra khỏi nhọt và đưa ông Mốt vào một đợt điều trị kháng sinh chuyên sâu. Một phần của phương pháp điều trị liên quan đến thuốc có thể điều chỉnh lượng đường trong cơ thể ông Mốt và yêu cầu ông phải đảm bảo việc cắt toàn bộ lượng đường ra khỏi bữa ăn của mình, dù yêu thích tới đâu. Cuối cùng, các bác sĩ đã xác nhận rằng cựu kỹ sư viễn thông này sẽ không bị mất cánh tay nếu phẫu thuật ghép da thành công. Tuy nhiên, hậu quả để lại là người đàn ông này sẽ không thể tiếp tục công việc và di chuyển chân tay đúng cách. Suýt mất cánh tay vì uống quá nhiều nước ngọt, ông Mốt chia sẻ, không còn gì để hối tiếc nữa. Giờ đây tôi đang phải trả giá vì thói quen mê đồ ngọt nhiều năm của chính mình. Vâng, cô bác nào ở đây cũng đang mê nước ngọt có ga hoặc nước ngọt làm từ đường tổng hợp thì hãy lấy hai nhân vật trên đây là lời cảnh tỉnh cho bản thân mình nhé. Cô bác nên tìm uống nước có nguồn gốc từ thiên nhiên như nước bí đao chẳng hạn, nhưng cũng ở mức độ phù hợp thì sức khỏe mới được đảm bảo. Đừng nghiền quá lại hóa bệnh thì khổ lắm cô bác ạ. Tôi xin chia sẻ lại, bí đao nấu với la hán quả, táo đỏ, đường phèn sẽ giúp cô bác thải độc của các loại tôm, cá, bia, rượu, hỗ trợ phòng và chữa một số bệnh, ho, táo bón, giảm viêm, tấy, giảm bớt lượng mỡ thừa trong cơ thể, từ đó góp phần giảm cân hiệu quả, cung cấp vitamin và chất chống oxy hóa, giảm thiểu những căng thẳng, mệt mỏi, giảm lượng cholesterol trong cơ thể. Đó là những lợi ích tuyệt vời từ nước uống bí đao la hán quả. Cô bác hãy tham khảo ngay cách nấu mà tôi đã chia sẻ trong chương trình để cả nhà có một thứ nước thơm ngon bổ dưỡng nhé. Và đến đây thì nội dung của chương trình cũng xin được khép lại. Nếu quý cô bác thấy video này của tôi hữu ích thì đừng quên chia sẻ cho cô bác, bạn bè và người thân của mình nhé. Chúc quý cô bác luôn có một sức khỏe như ý, an tâm vui vẻ, sống khỏe mỗi ngày.